David, xin thân ái trở lại với chương trình phần 2. Và hồi nãy cũng như anh Lượng đã thông báo, tất cả những cái hội đoàn đã hòa nhập trong cái cuộc biểu tình vào ngày thứ Sáu, ngày mai rất là đông. Thì thưa chú, thưa bác Sáu, thì thường người ta nói là quân với dân giống như cá với nước. Thì hôm nay thì được sự yểm trợ tất cả những người trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa rất là đông. Thì đó là một cái niềm vui hạnh diện cho giới trẻ của tụi cháu. Thì bác là người trong quân đội đã lâu năm và có rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đợt này tụi cháu thì chưa một ngày nào đi vào quân đội hết. Thì đây là được một cái sự yểm trợ của tất cả các bậc tiền nhân, các bậc trưởng thượng, cũng như bác là một người đại diện cho tụi cháu. Đó là một cái thành công trong lúc mà tụi cháu đứng ra để làm những cái việc rất là tốt này. Thì bác có đôi lời gì để gửi lời đến tất cả các anh chị em, các chú, các bác đã phục vụ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước đây, thưa bác? Thưa anh David Phó, chúng tôi xin xác nhận lại chúng tôi là sĩ quan cảnh sát quốc gia. Chúng tôi không phải ở trong lực lượng quân đội, nhưng mà lực lượng cảnh sát quốc gia. Chúng tôi cũng rất là hãnh diện được quý anh chị cho mời đến để tham dự cùng chung nhau cho cuộc biểu tình sắp tới ngày mai. Và cũng là một người có tuổi cao trong đám trong những anh em chúng ta ở đây, chúng tôi xin được phép quý anh chị cho chúng tôi được kính mời toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Chúng tôi xin kính mời quý bậc trưởng thượng. Chúng tôi xin kính mời quý hội đồng liên tôn. Chúng tôi xin kính mời quý hội đoàn đoàn thể. Chúng tôi kính mời quý vị truyền thông và báo chí. Và chúng tôi cũng xin kính mời quý vị dân cử cũng như toàn thể đồng hương, vì tấm lòng đối với quê hương, với đất nước, vì sự tồn vong của dân tộc, của đất nước, xin quý vị ủng hộ giới trẻ đi thật đông cho ngày mai, và cũng để ủng hộ tinh thần cho giới trẻ đã và đang đi vào sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta. Do đó chúng tôi một lần nữa xin kính mời quý vị cùng tham gia ngày mai thật đông đủ để khích lệ tinh thần của giới trẻ. Xin cảm ơn toàn thể quý vị và chúng tôi đã kính mời. Rất cảm ơn bác Lê Đình Sáu đã có đôi lời để mời gọi tất cả các quý vị trư tử cũng như các bậc tiền nhân, các chú, các bác. Thì thưa anh Lượng, thì vừa rồi cũng nghe anh giới thiệu rất là nhiều các cơ quan truyền thông cũng như các hội đoàn tham gia. Thì vào ngày mai là một ngày rất là đặc biệt, sẽ làm nên một trang sử tại quận Cam này. Thì trong những ngày qua thì ở quận Cam của chúng ta đã có nhiều chuyện xảy ra. Thì hôm nay làm sao chúng ta phải ngồi với nhau, đoàn kết với nhau. Đoàn kết là sống mà chia rẽ là chết. Chia rẽ chúng ta sẽ mất nước trong một ngày gần đây. Thì anh có đôi lời nào để mà kêu gọi hết tất cả mọi người cùng nắm tay nhau để mà làm nên một cái trang sử vào ngày mai, thưa anh? Xin cảm ơn anh David. Thì như Lực cũng đã kêu gọi tất cả, và chúng ta một mục tiêu duy nhất và mục đích duy nhất là chúng ta chống cộng sản. Chúng ta phải chống cho đến cùng. Và bây giờ không thể nào chúng ta thương lượng với cộng sản, và chúng ta phải kêu gọi người dân của chúng ta hãy đừng nghe những gì cộng sản nói, và chúng ta hãy đứng dậy và chúng ta lật đổ chế độ cộng sản. Vì cộng sản nó lưu manh, nó dùng lời nói ngon ngọt và nó dùng nhiều những cái trục mũ để mà nó ám hại người dân của chúng ta. Chúng ta không thể nào cho họ ám hại người dân của chúng ta thường xuyên được nữa. Và giờ chúng ta hãy cùng đứng lên, tất cả người dân của chúng ta đồng lòng như Trưng Trắc Trưng Nhị, như tất cả những người tướng của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là những người tổ tiên của ông bà chúng ta đã hy sinh bao nhiêu đời để đánh đuổi Trung Cộng, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Thì chúng ta phải là những người kế tiếp để chúng ta đuổi cộng sản và đuổi cộng sản Trung Quốc ra khỏi đất nước của chúng ta. Nhất là chúng ta phải lập lại một đất nước Việt Nam tự do hoàn toàn, và không có cấm an ninh mạng, và cũng không có cho mướn đặc khu, không có cho mướn một cái gì hết. Và kế tiếp là chúng ta phải bảo vệ, bảo tồn văn hóa Việt Nam bằng cách bảo vệ tiếng Việt của chúng ta, và chúng ta bảo vệ cái truyền thống của người Việt Nam. Chúng ta không thể nào cho những tà phái này kia vô để chúng nó xuyên tạc cái người đạo giáo cũng như là tất cả những cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam của chúng ta được. Cho nên Lượng cũng kêu gọi một lần nữa, kêu gọi tất cả các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Lượng là con của một cựu cảnh sát quốc gia. Lượng cũng kêu gọi tất cả các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy
đến để chúng ta cùng yểm trợ tinh thần cho giới trẻ cũng như yểm trợ tinh thần quốc nội. Chúng tôi không cần quý vị mặc đồng phục lính vì lý do là lính không có đi biểu tình, lính chỉ có đảo tránh mà thôi. Cho nên chúng tôi chỉ cần quý vị đến mặc đồ như những người dân và chúng ta cùng biểu tình, cùng lên tiếng nói để kêu gọi người dân Việt Nam chúng ta hãy đứng lên để lật đổ chế độ Cộng sản. Chứ chúng ta không mặc đồ lính để chúng ta đảo tránh một ai hết, tại vì lý do là chúng ta đang sống ở nước ngoài này, chúng ta sống với tinh thần Việt Nam, tinh thần yêu nước, tinh thần chống cộng chứ không đảng phái. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Rất là cảm ơn anh Ngô Đình Lượng. Quý vị thấy anh Ngô Đình Lượng rất là mừng, anh cũng là nằm trong cái giới trẻ thì thường thường người ta nói ra trận là cũng có phải có đồng minh, thì hôm nay không phải là Việt là một người trẻ, cũng bên cạnh có anh Lượng và có rất là nhiều anh em trong ban tổ chức cũng rất là trẻ, đó là điều mà mừng, rất là mừng cho chúng tôi. Ta nói là tre già thì măng mọc, thì được các chú các bác những cái kinh nghiệm để giao cho giới trẻ tụi cháu, đó là một cái niềm vui. Và kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán dân, bây giờ Cộng sản Việt Nam lại bán nước, và họ đã kiếm hàng chục tỷ, họ đã đi các nước, họ có một cái chỗ đáp rất là an toàn, để lại cho người dân Việt Nam mình rất là đau thương. Và một cái nỗi kinh hoàng nữa, chúng ta sẽ bị Hán hóa, Hán tộc và không còn tiếng Việt một ngày gần đây. Cho nên quý vị đang ở hải ngoại, ở tất khắp mọi nơi, hãy gửi những cái thông điệp về cho đất nước của mình, cho bà con của mình, cho những người thân của mình, và biết nói rằng mình sẽ làm nô lệ cho Hán tộc một ngày gần đây. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ chạy khắp nơi rồi, họ đã đem tiền đi tất cả mọi nơi và họ đã có một chỗ an toàn. Nên quý vị hãy tự mình để quyết định cho cái vận mệnh dân tộc. Mình còn 9 trên 90 triệu đồng bào đang sống đau thương tại Việt Nam. Bây giờ quý vị có giàu cũng chết, quý vị nghèo cũng chết, quý vị nằm trong nhà cũng chết, quý vị ngoài đường cũng chết. Bây giờ quý vị phải đứng lên, phải mạnh dạn để đứng lên để lật đổ chế độ Cộng sản, thì quý vị còn giữ được cái đất nước Việt Nam. Nếu quý vị không lật đổ cái chế độ Cộng sản thì quý vị sẽ mất nước. Đó là quý vị sẽ có một cái con đường chọn lựa, mất nước hay là quý vị mất đảng, thì cái đó là chọn lựa. Tất cả mọi người dân chúng ta không ai muốn là để mất nước, ta chúng ta phải chọn đạp cái Đảng Cộng sản xuống để chúng ta giành lại cái tổ quốc đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta, mà 4.000 năm văn hiến đã cha ông ta đã bỏ biết bao nhiêu xương máu mới giành được ngày hôm nay, mà chỉ trong vòng mấy chục năm nay mà Cộng sản làm tan nát cái đất nước Việt Nam của chúng ta, từ môi trường cho tới văn hóa, cho tới giáo dục, họ là đã làm tan nát cái đất nước của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta không thể mà ngồi mà ngậm nhìn nữa, chúng ta phải action, phải đứng lên, phải bỏ xương máu ra để mà giành lại đất nước của chúng ta. Đó là cái điều chúng ta đang phải làm và phải thực hiện trong ngay bây giờ, chứ không phải là phải chờ đợi một giây phút nào. Và bên cạnh David cũng là có cô Thanh Hiền, xin cô trở lại với cái chương trình ngày hôm nay thưa cô. Vâng, thì chúng tôi rất là hân hạnh được tham gia trong cái tổ chức mà có rất là nhiều người trẻ, mà quý vị thấy là toàn là những khuôn mặt trẻ, rất trẻ và rất mới với cộng đồng này. Trước đây cũng đã có những cái người trẻ muốn ra tham gia những cái sinh hoạt cộng đồng để giúp cho những người già. Thế nhưng mà như quý vị đã thấy là cái chuyện đó đã không thành công. Ví dụ như là anh Nguyễn Mạnh Chí, anh Ngô Thiện Đức trong Liên Danh 1 và Liên Danh 2 đã bị rớt đài, phải nói rằng rớt đài qua cái cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng mà những người này không nằm trong những cái liên danh đó, nhưng mà hôm nay chúng tôi thấy rằng họ đã tập hợp, chính họ là người mời gọi chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi những người già làm chuyện này. Thành ra chúng tôi rất là hân hạnh và vô cùng là vui mừng khi thấy là giới trẻ đã ý thức được cái công việc của mình và đã dấn thân vào những cái sinh hoạt về chính trị trong cộng đồng. Bởi vì theo như quý vị đã thấy, chúng tôi không nói thì quý vị cũng thấy là gần đây phải nói rằng Cộng sản nó đã đưa những cái bàn tay lông lá ra hải ngoại và đã làm cho cái cộng đồng của chúng ta nó bị tan nát. Và ngày hôm nay có một cái tập thể rất là đông, gồm rất là nhiều người ở trong cái thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai và ngay cả thế hệ thứ ba đều tham gia trong cái ban tổ chức biểu tình này. Và rất cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình chúng tôi ngày hôm nay, và cầu mong quý vị hãy cùng xuống đường để yểm trợ cho đồng bào quốc nội. Xin mọi người hãy mở rộng bàn tay để chào đón cái cuộc biểu tình ngày thứ sáu ngày mai. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào.